Chị cảm ơn mẹ của chị đã sanh chị ra tại một cái thành phố rất nhỏ bé mà một cái người dân thật thà, xuất phát. Chị thích nhất là chị được hãnh diện, chị là được một đứa con của phố núi, một đứa con của vùng cao nguyên. Ca sĩ Phi Nhung, nàng sơn ca phố núi Pleiku, phát sóng vào lúc 20:55 Chủ nhật ngày 19 tháng 3 trên kênh VTV8. Huda, đậm tình miền Trung, hân hạnh tài trợ chương trình này.